Ê, xin chào, hôm nay chúng ta quay trở lại với Vans. Không có gì khác ngoài những đôi Vans old school. Xưa nay vẫn đẹp, vẫn như vậy thôi. Nhưng mà tuy nhiên ấy, là đi hơi đau chân một chút. Bởi vì là cái đế của nó là đế vulcanized và cái công nghệ đấy nó rất cũ rồi. Thế nhưng mà đôi giày ngày hôm nay cũng là Vans old school, nhưng nó lại êm hơn rất là nhiều nhờ vào một cái bộ đế lót ở bên trong cực kỳ là dày dặn và êm ái, mới được Vans bổ sung thêm cho một dòng giày old school mới có tên là VR3. Cái đôi giày này thì nhìn cái visual bên ngoài chúng ta có thể thấy rằng là gần như nó không khác biệt gì so với cái đôi Vans old school classic. Điểm duy nhất mà mình có thể nhận ra đấy là cái đường viền ở phần đế giày. Ở cái đôi classic thì nó sẽ có thêm một cái đường viền màu đen ở đây, còn ở cái đôi này thì nó là không có. Toàn bộ cái phần midsole nó sẽ đều là trắng hết. Tuy nhiên thì mình khá là thích cái kiểu trắng toàn bộ như thế này, trông nó liền mạch hơn và cảm giác là nó thời trang hơn. Còn mọi thứ xung quanh thì nó vẫn như vậy. Ở bên trên upper chúng ta sẽ có các chất liệu là da lộn và canvas. Cái phần toe box này là các da lộn này. Rồi các cái phần bên hông đây thì nó sẽ là vải canvas và sẽ có một chút da ở cái phần đường lượn sóng đặc trưng đây. Nó vẫn là những cái chất liệu như vậy thôi, và về cái chất lượng thì mình vẫn thấy là nó vẫn ngon như thế. Cảm quan của mình hiện tại thì là không khác biệt gì so với cái đôi classic cả. Còn thật sự nó có khác hay không thì có lẽ là phải đợi một ngày mà mình có cả hai đôi ở trên tay thì mới biết được. Nói chung là nó có 1/9/10 thôi. Và cái chất da lộn với cả cái chất canvas của Vans thì nó vẫn rất là bền. Đi thì biết thoải mái và có thể sử dụng được rất là lâu. Vans thì xưa nay vẫn vậy rồi. Với đôi giày này thì ở bên trong chúng ta vẫn sẽ có cái chất liệu đó là vải canvas, nó mềm. Sờ thì nó cũng khá là thích, và ở phần bên trong xung quanh cái cổ chân của chúng ta nó sẽ được bọc một cái lớp đệm để đi vào nó êm ái hơn. Ở bên trên thì cơ bản là như vậy, nó gần như không khác biệt gì quá nhiều so với cái đôi phiên bản gốc cả. Xuống bên dưới đế thì chúng ta sẽ có 3 phần là đế trong, đế giữa và đế ngoài. Thế đầu tiên là cái đế trong này đi, cái phần đặc biệt nhất của đôi giày này. Cái đế lót trong này chúng ta sẽ có một cái phần đệm. Cái đệm lót này ở đây thì Vans cũng ghi khá là rõ là nó sẽ sử dụng cái chất liệu là EVA, một cái chất liệu mà nó cũng đem lại một cái độ êm, nó không phải là kiểu phản hồi lực hay gì cả mà nó đơn giản là êm và rất là nhẹ thế thôi. Với một cái đôi giày như là Vans, cái đôi giày mà chúng ta sử dụng để đi học, đi làm đơn giản, đi casual thì như thế này thôi là đã rất ok rồi. Quan trọng là nó không còn bị đau chân nữa là được, chứ không cần là phải quá là kinh khủng để làm gì cả. Nên là mình thấy cái bộ đệm như thế này nó là rất hợp lý. Nó phù hợp cả với hiệu năng và cả giá thành để tránh bị độn giá lên quá cao. Tiếp theo chúng ta ra đến phần midsole thì nếu như các bạn để ý kỹ thì có thể thấy rằng là cái phần midsole này nó có phần ở đó cao hơn một chút so với midsole của đôi Vans old school cũ. Lý do thì cũng rất là đơn giản thôi, bởi vì là người ta còn phải nhét thêm một cái đệm rất là lớn thì rõ ràng là cái đế nó sẽ phải dày hơn. Một điểm khác biệt nữa ở cái phần midsole này đấy là cái sau gót chúng ta vẫn sẽ có là logo, cái tag Vans of the World ở đây. Tuy nhiên thì cái Vans of the World này nó có cái màu hơi nhạt đi một chút so với cái đôi phiên bản gốc là cái màu đỏ rất là tươi, thì đây là kiểu màu nâu đỏ. Cái màu như này thì mình thấy là cũng rất là hay, nhưng tuy nhiên thì có lẽ nếu như là màu đỏ gốc thì nó sẽ nổi bật và đặc trưng hơn. Outsole ở đây vẫn là một bộ đế rất là huyền thoại, bộ đế thủ ong của Vans. Ngày xưa chúng ta thường hay là kiểu check real fake qua một vài cái chi tiết đặc điểm trên cái phần thủ ong này đấy. Nhưng mà thôi, bây giờ thì việc đấy nó không cần thiết nữa rồi. Anh em mua ở tại The Fat Monkey thì yên tâm là giày real 100% nhá. Cái bộ đế này như chúng ta vẫn biết được đúc theo kiểu vulcanized thì ưu điểm là nó bền nhưng mà nó hơi đau chân một chút. Thì ở đây họ đã kết hợp với cả cái bộ đệm này là đã rất ok rồi. Đấy, thì anh em đi là yên tâm, thoải mái luôn. Biết các thứ lâu dài. Và đó là một cái chia sẻ rất là nhanh của mình về cái đôi Vans old school phiên bản mới VR3 này. Mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái món gọi là bình mới rượu cũ khá là hay của Vans. Bởi vì Vans thì xưa nay họ vẫn cố gắng giữ vững cái thương hiệu với những cái dòng giày cốt lõi của họ, và họ vẫn rất là thành công với nó. Mình nghĩ là Vans old school VR3 thì sắp tới nó cũng sẽ là một đôi giày tương đối hot ở trong thị trường Việt Nam. Một đôi giày luôn luôn dễ đi dễ dùng, và bây giờ nó lại còn êm nữa thì cực kỳ ok nhá. Và giá của nó thì hiện tại sẽ là 1.799.000. Đây có thể nói là một cái giá rất tốt mà các bạn có thể order tại The Fat Monkey. Bởi vì là giá tại store lúc này thì nó là trên 2 triệu cơ. Mình cũng không rõ là cái deal này nó có thể tồn tại được bao lâu đâu. Nên là anh em có cash trong tay thì có ngay bây giờ là ok nhất nhá. Và đó là những chia sẻ của mình về đôi Vans Old School VR3. Nếu các bạn thấy video này hay và có ích thì để lại cho mình một like, một subscribe, bấm chuông thông báo để nhận những video mới nhất của The Fat Monkey nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.